Xe đạp MB xin chào tất cả mọi người. Video này thì mình sẽ giới thiệu cái con xe thể thao Nhật Bản. Nó có cái thương hiệu là GT. Và thương hiệu này là thương hiệu của Mỹ. Xe được sản xuất để xuất vào thị trường Nhật. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn cái con xe này cho mọi người xem. Trước khi đi vào phần review chi tiết á, thì mọi người nhớ ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh YouTube Xe đạp MB để đón xem những video mới mà mình sẽ đăng lên. Quay trở lại với cái con xe ngày hôm nay, thì con xe này nó có toàn bộ màu sơn là màu sơn zin. Nó có tút vài chỗ, và những cái chỗ tút là như thế nào thì mình sẽ nói rõ luôn trong video cho mọi người thấy. Đây là cái phần ống sườn trên của nó, rất là dễ nhận thấy là nó có một cái đoạn màu sơn nó khác. Đây, đoạn này nó hơi khác so với cái màu sơn còn lại của cái khung ống sườn trên. Thì đó là cái chỗ đó màu sơn đã có tút lại rồi, do nó khá là trầy. Ở đây cũng vậy, một đoạn chỗ cái đuôi phía sau. Nhưng mà mấy cái chi tiết này khi mà mình nhìn xa rất là khó thấy. Ở phần càng xe phía trước vậy, nó có một đoạn này là cũng có tút lại rồi. Xe này thì nó được cấu tạo là khung nhôm aluminum 6061, nó còn đóng dấu trên khung sườn. Khung sườn và càng xe nó đều bằng nhôm, tức là toàn bộ cái xe này đều cấu tạo bằng nhôm. Đây, cái càng chỗ này nó tút một đoạn này, và cái càng này nó là càng nhôm. Ở phía dưới này thì còn màu sơn zin, cho nên là nó có lấm tấm một vài cái vết trầy. Trên cái phần ống đứng của xe thì nó cũng còn những cái tem đăng ký đăng kiểm tại Nhật, cũng như nó đóng dấu xe S thương hiệu GT. Một chút xíu thì mình sẽ đo luôn cái ống đứng của xe này là bao nhiêu. Đùi dĩa là đùi dĩa nhôm thương hiệu Shimano. Phía sau là cùi đề Shimano Atus. Và thằng này nó có 8 tầng lip. Cái lip này là lip của Nhật luôn. Nó có đóng cái chữ Choben ở phía chỗ má này. Nhưng mà trên video thì mình quay hơi khó xem. Vành niền là vành niền zin nhôm 2 lớp, thương hiệu là Alex Rim. Và ở trên cái vành niền này thì nó sử dụng cái tâm, hay còn gọi là nan hoa đó, là inox và không bị rỉ sét. Lớp là lớp zin, loại này là loại ít gai hay còn gọi là lớp đầu chùa. Nó sẽ thích hợp đi ở những cái đường trong thành phố, đường bằng phẳng. Nó khá là ít ma sát nên đi nó sẽ rất là lướt. Đùm phía sau là đùm nhôm Shimano, và phía trước cũng là cái đùm Shimano luôn, đồng bộ với phía sau. Ở trên cái phần ghi đông bô tăng của xe thì ghi đông bô tăng này được làm bằng nhôm, và nó có cái chuông zin trên đây. Thương hiệu GT, cái ghi đông thương hiệu GT vẫn còn theo xe. Trên cổ là FSA, và cái bô tăng này có thể nâng lên hạ xuống nè. Nó có một cái rãnh ở đây, thì khi mình nới lỏng con ốc chỗ này ra, mình có thể hạ cái ghi đông xuống một tí nữa. Và nó tầm khoảng là 2-3cm gì đó. Yên xe này là cái cọc yên zin thương hiệu GT. Yên là cái yên zin nhưng mà đảo học là da. Bao tay là bao tay zin. Và ở trên đây thì nó có cái tay bấm xả Shimano 3 dĩa 8 lip, vẫn còn hoạt động rất là tốt. Tuy là cái nắp nhựa nó có hơi mờ, nhưng mà cái báo số bên trong nó vẫn còn hoạt động. Bây giờ thì mình sẽ quay đến cái phần cùi đề của xe cho mọi người xem. Cái xe này thì nó có 3 dĩa và 8 lip, tức là tổng cộng 24 tốc độ số. Xe trước khi mà đăng lên bán và quay video như thế này thì đã có thợ kiểm tra, canh chỉnh và chạy thử hết rồi. Mọi người mua về chỉ việc sử dụng thôi. Bây giờ thì mình sẽ đo luôn cái phần ống đứng của xe. Ống đứng của xe ở đây mình đo được là nó tầm khoảng 48. Và cái phần ống ngang á, mình đo được là nó rơi vào khoảng 53.5, gần 54. Tổng trọng lượng của con xe này là 10,90kg, gần 11kg. Và đây là cái màu sơn phía bên tay trái của xe. Bên này thì nó cũng có tút một đoạn ở chỗ cái càng, chỗ này. Cái càng này thì nó không có cái mối hàn, cho nên là nhìn nó khá là giống những cái càng carbon. Ở cái đuôi sau nó cũng có tút nhẹ ở đây. Chân chống là chân chống zin theo xe. Bên đây cũng là cái đùi dĩa nhôm Shimano luôn. Rồi, cơ bản nãy giờ mình đã giới thiệu hết mọi thứ về cái con xe này rồi. Mọi người mà nếu muốn mua xe thì cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại mình để ở góc màn hình. Ngoài ra thì mọi người nhớ ủng hộ mình bằng cách là bỏ thời gian ra ấn đăng ký cái kênh YouTube Xe đạp MB, cũng như là bật cái chuông thông báo ở kế bên, để khi mà mình đăng video mới lên, mọi người sẽ được nhận thông báo và vào xem sớm nhất. Xe đạp MB chân thành cảm ơn.